cái clip trước trước đó thì mình đã làm về cái chương trình Tour Đà Lạt tập 1. Thì xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thuyết minh những gì và mình chuẩn bị những gì trước khi tin tour. Và bây giờ khách chúng ta đang đến Bảo Lộc rồi, vào nhà hàng ăn trưa. Và khách đang ăn trưa thì trước khi đến nhà hàng thì nhiệm vụ của tất cả các bạn như sau. Thì các bạn phải gọi cho khách, gọi cho nhà hàng trước để báo thời gian khách đến. Khi mà khách đến thì nhà hàng đã chuẩn bị những món ăn, nói chung là nóng, khách chỉ vào đi rửa mặt rồi ra thì mình dùng thôi. Và sau khi dùng cơm xong thì chúng ta, một hướng dẫn viên, chúng ta mời khách lên xe và chúng ta sẽ nói gì và chúng ta sẽ làm gì trên xe vào thời điểm đó. Thời điểm đó thì chúng ta sẽ trước là chúng ta hỏi cái khẩu vị của khách, coi lúc đó thì khách có ăn có ngon miệng hay không nè. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ, nhất là thời điểm vừa mới ăn no xong á, thì là thời điểm khách chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, nên là chúng ta sẽ hỏi ý kiến, hỏi khách coi khách có ăn ngon miệng không. Tại vì di chuyển trên cái độ cao từ dưới chân đèo Bảo Lộc lên tới thành phố Bảo Lộc để chúng ta dùng ăn trưa là vừa mát nè, vừa cái cảm giác thay đổi nhiệt độ, thay đổi độ cao thì chắc chắn cái khẩu vị sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ hỏi, vừa thể hiện cái sự quan tâm của một hướng dẫn viên, vừa thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình. Và khi lên xe thì chúng ta sẽ mở một tí nhạc ha, tí nhạc giao hưởng hoặc là nhạc nhẹ để cho khách chúng ta nghỉ ngơi. Rồi ở Bảo Lộc thì chúng ta sẽ nói những gì tiếp theo. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về trà. Nói đến Bảo Lộc là cái nơi dùng đất của trà rất là nhiều. Thứ hai là cà phê. Trà và cà phê là hai cái sản vật nổi tiếng của vùng đất Bảo Lộc. Và để thuyết minh, để nói chuyện khách, chúng ta nói thêm gì nữa? Chúng ta nói thêm về những điểm tham quan ở Bảo Lộc. Ngày xưa, Bảo Lộc được mệnh danh là xứ sở của dâu tầm tơ. Dâu tầm tơ, chúng ta sẽ phân tích nói về dâu, cách trồng dâu và cách nuôi tầm của người dân Bảo Lộc như thế nào. Ngoài ra, chúng ta có thể nói thêm về cái thác Đam Ri. Thác Đam Ri là một. Thứ hai là cái đồi trà của Tâm Châu ở trong thác Đam Ri. Và có một số ngôi chùa nổi tiếng ở Bảo Lộc, như là chùa Cổng Trời. Ngoài ra còn có chùa Trà. Đến Bảo Lộc thì chúng ta sẽ tham quan được chùa Trà nữa. Ngoài ra còn có Hồ Nam Phương. Thì từ thành phố Bảo Lộc, cách thành phố Đà Lạt khoảng 100 km, chúng ta đi tiếp. Thì trên đường đi chúng ta sẽ nói thêm về cà phê. Cà phê thì cũng Bảo Lộc và Di Linh cũng rất là nổi tiếng về cà phê. Thì Di Linh và Bảo Lộc đó, là hai cái nơi mà khí hậu nói chung là hao hao giống nhau. Thì chủ yếu là đất đỏ Bazan, họ trồng cà phê với trà là đa số. Thì lên một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy một cái thủy điện Đại Ninh. Cái thủy điện rất là đẹp. Và lên một xíu nữa thì càng ngày càng lên từ từ, thì chúng ta sẽ thấy thay đổi cái lúc lên xuống, rồi lúc lên lúc xuống, chiều dốc rất nhau. Khí hậu bắt đầu tầm khoảng từ trưa cho đến chiều khoảng 3:30 thì chúng ta mới tới Đà Lạt. Nên thời điểm đó các bạn sẽ biết là mình sẽ hát một số điệu hát về thành phố Đà Lạt. Rồi khi nào đến Đức Trọng thì chúng ta sẽ đi ngang qua một cái thác gọi là thác Bông Gua. Chúng ta nói về sự tích của thác Bông Gua, Nam Thiên Đệ Nhất Thác, thác 7 tầng như thế nào, rất là hay. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp lên cao tốc Phi Nhơn Đà Lạt. Thì nó qua cái điểm gọi là thác Pren, thì chúng ta sẽ nói tiếp cho du khách nghe về cái sự tích của Pren và gắn với người Cơ Ho như thế nào trong công cuộc chiến đấu bảo vệ thành phố Hòa Lạc dưới người Chăm Ba như thế nào ha. Rồi tiếp tục, trước đó thì mình rảnh thời gian, thì trong thời gian mà khách nghỉ ngơi á,
thì các bạn mình tranh thủ mình gọi cho khách sạn trước. Ngoài thuyết minh những cái tuyến điểm mà chúng ta đi ngang qua, chúng ta không quên gọi khách sạn. Tại vì lúc này là khách sạn có hầu hết tất cả các phòng cho đoàn của mình rồi. À, từ Bảo Lộc di chuyển đến Đà Lạt khoảng 100 km, thì chúng ta đi khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là tới. À, lúc này thì chúng ta sẽ gọi khách sạn để chúng ta check là cái số phòng, mà gần tới Đà Lạt thì chúng ta sẽ đọc cái số phòng của phòng vị khách nào, gia đình nào ở với ai, thì chúng ta sẽ đọc cho họ biết. Khi mà tới khách sạn thì chúng ta chỉ vô nhận chìa khóa và nhận số phòng đúng theo cái số vậy thôi. Đó, thể hiện cái sự chuyên nghiệp của hướng viên và sự chu đáo của công ty của mình đó. Các bạn ha. Rồi khi mà lên Đà Lạt vào tập chiều, nếu mà chúng ta canh cái thời gian, một là chúng ta sẽ tham quan thác Đa Ta La trước. À, thác Đa Ta La đây là một trong những cái thác nằm ngay cửa ngõ của thành phố Đà Lạt, và lên xíu nữa gặp thiền viện Trúc Lâm. Về hai cái điểm này thì nhau sẽ làm một cái clip riêng để nói về thiền viện Trúc Lâm và cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử như thế nào. Rồi, trên đường đi